hôm nay xuống thăm dự. Cây chanh mình trồng từ hộp, từ mùa dịch tới bây giờ. Ở đây mình săn phân nha. Ít khi nào được nắng á. Gặp cái vườn của mình là mấy căn nhà ngoài trước nó che nắng hết, cho nên ít khi nào được nắng lắm. Trồng cây này mấy năm trời. Cái này là trồng từ hộp nha, chỉ có một hộp thôi đó mà nó ra ba cái gốc nè, nó ra hai cái gốc bự, nó cũng tươi lắm. Hổm rày đi chơi không có tưới cho nên lá nó cằn cỗi. Mình xài bằng phân rau cải nhà bếp nè, tốt lắm á. Mình cho nó chôn nó xuống đất. Đây là chậu dâu tây ha ha. Mình kéo mấy cái trái nó ra hết nè, kéo ra ngoài hết. Năm nay sao mà nó lớn quá, năm nay lớn ghê, ngọt lắm đó nha. Hồi cái lúc Covid mình mua mấy chậu về trồng hết năm này tới năm khác, cũng tưới xới đất, rồi đất cũng không có cho phân gì đâu. Hồi lúc mới trồng thì chăm sóc dữ lắm, tính là thôi trồng chơi vậy thôi đó, mà nó năm này qua năm khác nó cứ lên như vậy đó, ngọt dữ lắm, nhiều trái ghê. Thấy chưa, lá tốt quá trời. Ở trong này còn có mấy trái nhỏ nhỏ nữa nè, nó sắp ra cái này cưng ghê, cưng quá trời cưng. Nắng tốt nữa nè, dễ lên lắm. Cưng quá. Bây giờ bắt đầu nắng rồi, nắng mà muốn nóng luôn á, San Francisco. Tại trong nhà mình không có xài điều hòa gì hết. Mình chỉ để thời tiết tự nhiên, cho nên nóng là không có máy lạnh gì hết, chỉ mở cửa sổ thôi. Tốt quá trời tốt, không chăm gì hết đó nha. Đi chơi về là lo tưới cây, tưới nước thôi. Nhưng mà đất thì thỉnh thoảng mình cho mấy cái đất của rau cải cho bếp đó, nhà bếp đó. Mình ươm ở trong đất xong cái mình thêm đất lên. Cưng quá à. Còn đây là hai cây bơ. Cây bơ lớn kỳ kia bón phân nó bị mặn quá, nó bị hư lá hết. Nó cao lắm, nó cao gấp đôi luôn. Cái này mình trồng từ cái hộp mua trái bơ ở Costco nè. Thấy cái hộp bơ nó lên mầm, nó căng ngon quá, trái bơ cũng ngon. Mình trồng 5-6 hộp mà được 2 cây. Lúc mới trồng quạ nó tới nó phá quá, cũng trồng từ cái lúc Covid nè. Còn cái cây nhỏ này là trồng từ nhỏ tới giờ luôn á, từ cái hộp nó lên rồi nó lên được 2 cái gốc. Còn cây này thì chỉ có một cái gốc mà bự ghê. Mình cũng dùi mấy cái rau cải bếp, nhà bếp á, mình dùi ở dưới và mình lắp đất vậy thôi, chứ mình không có ủ gì hết. Hồi lúc trước còn ủ, lúc trước mới săn sóc dữ lắm. Còn đây là cây cherry này là mua cây con. Năm nay nó đang có trái. Này cũng ngọt lắm. Này ông xã mua nguyên cây nè. Nó đang có trái. Ở đây mình lạnh mình trồng cherry được. Đây cũng có trái. Coi vậy cho tới lúc mà nó chín lên là nó nhiều lắm á. Như năm nay không có được trái nhiều lắm. Nó đậu ít quá.
có bông nhiều mà đậu ít quá nè. Thấy không? Không có bông nhiều mà đậu ít quá. Ở trên nhiều. Đậu cũng không có bao nhiêu. Có ngày là cây ớt thì không cũng mua cây con. Mà sao cái cây apricot trái mơ này nó trồng cây này cây thứ hai rồi. Nó tậu trái lắm. Ok, với có trồng một mớ rau. Với cá. Chút xíu min. Nó hổm mưa hư hết, mới cắt bỏ hết. Rau diếp cá cũng vậy, hư là cắt bỏ hết cho nó lên lại. Cũng trồng từ lúc Covid này ở nhà trong vườn. Mới đầu thì chăm dữ lắm. Sau này hả, để đại nó à. Cho trời nuôi. Cho mỗi mùa. Trời nắng mùa xuân thì đẹp, mà trời mưa thì nó sâu hết. Nó ăn đâu có nhiều đâu. Nó đâu có ăn hoài đâu. Đến khi muốn ăn thì nó không có. Mà đến khi không muốn ăn thì nó quá trời. Hôm nay cũng có bông cúc nè. Dao dăm. Dao dăm ươm xong tốt ghê. Mà tới trồng thì không có đẹp gì hết. Dao thơm này thơm. Dao dăm này thơm lắm. Mà nó cũng có mùa à. Mùa này nắng. Bông cúc nè. Tết mua về trưng xong giờ để dành trồng. Hai chậu. Ở đây chậu nữa. Còn này là hoa hồng, bữa hôm đẹp quá mua chậu 10 đồng về. Nó héo héo thôi, ngắt hết. Cho nó lên coi nó lên không. Trồng chơi thôi mấy bạn ơi, không có kinh nghiệm gì hết. Ok. Chia sẻ niềm vui nho nhỏ.